cảm xấu sao sẽ bị co đó này bảo em tất cả chúng mày đều bị điên hết rồi, tất cả kịch bản đã được biên hết rồi, mọi thứ xảy ra đều được điên tên miên lòng pháo cho mặt dây miên phê rồi, nơi có bước ngăn tôi bị xiên chết từ cuộc đời ấy tạo đã có riêng phê rồi, đâu mà xiên tôi đang thiêng hết rồi, bọn lần sau tạo quyền hết rồi, và chúng nó không được gọi tin tao, tao không xuất hiện đâu, tao không rảnh đang đâu đâu vẫn dựng cơ đồ, còn mấy tên anh em vẫn đang dựng cảnh, bọn tôi làm nên thuật vì nghĩ thuật vẫn thời gian không mong rảnh, chỉ là vài tiếng ở trong phân cảnh từng nói được bảo anh ông tránh ngắm nhìn đứa cảnh sát đang xem trăng tròn khoảnh khắc ban đêm chụp lại sau áp đắp lên thở dài đánh mất sang bên mũi chân đẹp như là mắt lang bên tham tiền háo sắc tăng phim thành công là phần khâm vang tên điểm mất thế chân được vang tên dừng lại chậm 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 lại sao cho mình thêm một đôi mắt mới mở ra đường ta đi sắp tới từng mảnh kỹ năng tôi chấp nối ta tìm vào tao ta cũng tìm vào giấc mới đôi khi cảm thấy nó bức bối chưa quen cùng cảnh ở mắt mới trong tròn Sài Gòn ta vẫn đôi lời nói đôi khi chỉ là bông gùa làm ăn nào đã biết đâu là thật nụ cười trên môi là giả nhưng mà chừng dối loạn ô lo lại thật bọn rồi ô tích bùa vãi mật mấy con ong bảo đâu là lại thật nếu mà chiến tranh là tạo ra phát triển mà cờ dâu đây uống cờ ai phật làm cờ bay hay chỉ toàn làm mây mờ mấy đôi phanh đừng phật ăn mặc face chúng mày nhân bản quá anh cặn cho mỗi đứa một cái áo 2 giây hết tiền ở bên đầu báo ai đây đã về ATM bảo tao xin cáo sáng tới sớm nhận anh tin vào đừng đây nói đừng lấy cớ vin vào đừng còn là bạn hãy nói là xin chào. Còn nếu không, cho tao biết mày đang ở team nào. Không tin tiếng ngôn, mặc chuyện, làm trong kín đáo. Tất cả chúng mày đều bị điên hết rồi, tất cả kịch bản đã được biên hết rồi, mọi thứ xảy ra đều được điên tên, nghe lòng phá mua tạm thấy miệng phê rồi. Nên có một ngày ta bị xiên chết, từ cuộc nở với tao đã có riêng phê rồi. Grandma shit ta đã tiên hết rồi, bọn lần sau bạo khuyên hết rồi. Tất cả chúng mày đều bị điên hết rồi, tất cả kịch bản đã được biên hết rồi, mọi thứ xảy ra đều được liên tết, nghe lòng phá mua tạm thấy miệng phê rồi. Nên có một ngày ta bị xiên chết, từ cuộc nở với tao đã có riêng phê rồi. Grandma shit ta đã tiên hết rồi, bọn lần sau bạo khuyên hết rồi. Sắp cầu về coi.